Bây giờ hãy cùng học tiếp bài 75 tương với phần 3 bài 27 quyển 2. Trước tiên hãy nghe và nhắc lại từ xét nghiệm, âm Hán Việt là hóa nghiệm. Hóa nghiệm. Hóa. Hóa. Nghiệm. Nghiệm. Hóa nghiệm. Hóa nghiệm. Đi làm xét nghiệm. Chuy zuo hua yan. Chuy zuo hua yan. Đi xét nghiệm một chút. Chuy hua yan yi xia. Chuy hua yan yi xia. Bạn trước tiên đi xét nghiệm một chút. 你先去化验一下。 你先去化验一下。 Bây giờ là từ đại tiện, phân. 大便. 大便. 便. 大便. 大便. Đi đại tiện. Chuy ta biên. Chuy ta biên. Buổi tối đi đại tiện không tốt. Wǎn shàng chuy ta biên bù hǎo. Wǎn shàng chuy ta biên bù hǎo. Buổi sáng đi đại tiện tốt hơn. 早上去大便比较好。 早上去大便比较好。 xét nghiệm phân. 化验大便。 化验大便。 xét nghiệm phân một chút. 化验一下大便。 化验一下大便。 Anh trước tiên đi xét nghiệm phân một chút. 你先去化验一下大便。 你先去化验一下大便。 Bây giờ là từ kiểm tra. Kiểm tra. Kiểm. Kiểm. Trá. Trá. Kiểm tra. Kiểm tra. Kiểm tra sức khỏe nguyên văn là kiểm tra thân thể. Kiểm tra thân thể. 检查身体。 Kiểm tra một chút, hãy lặp lại từ này để nói. 检查检查。 检查检查。 Kiểm tra cho bạn một chút. 给你检查检查。 给你检查检查。 Rồi lại kiểm tra một chút cho bạn sau, rồi lại kiểm tra một chút cho anh sau. Dùng từ giải trong, giải triển để nói, rồi lại làm cái gì đó sau. Giải cái ní kiểm tra kiểm tra. Giải cái ní kiểm tra kiểm tra. Sau đó tôi lại kiểm tra một chút cho bạn sau, sau đó tôi lại kiểm tra một chút cho anh sau. 然后我再给你检查检查。 然后我再给你检查检查。 Bạn trước tiên đi xét nghiệm phân một chút. 你先去化验下大便。你先去化验下大便。Sau đó tôi lại kiểm tra một chút cho bạn sau. 然后我再给你检查检查。然后我再给你检查检查。Vâng, nguyên văn là tốt đi. 好吧。好吧。Sau khi xét nghiệm. 化验以后。化验以后。Bây giờ là từ kết quả. 结果。 结 结 果 果 结果 结果 Kết quả thế nào? 结果怎么样? 结果怎么样? Kết quả xét nghiệm 化验结果。化验结果。Kết quả xét nghiệm ra rồi à? 化验结果出来了吗？化验结果出来了吗？ Hãy nhắc lại từ đầu. Bạn trước tiên đi xét nghiệm phân một chút. 你先去化验一下大便。你先去化验一下大便。Sau đó tôi lại kiểm tra một chút cho bạn sau. 然后我再给你检查检查。然后我再给你检查检查。 Vâng. 好吧。好吧。Cách nói hào bà thường với ngữ khí không được vui, đành phải làm vậy. Sau khi xét nghiệm. 化验以后。化验以后。Kết quả xét nghiệm ra rồi à? 化验结果出来了吗？ 化验结果出来了吗？ Ra rồi. 出来了。出来了。Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Số di động của thư ký Lâm. 林秘书的手机号码. Đen, đỏ, xanh lam. Khơi, khủng, lán. Ảnh. Trào phiền. Trào phiền. Nhận gửi email. Show file email. Lái xe đi cũng được, chỉ xe đạp xe máy. Chí chưa chửi dễ xính. Đi du lịch. 去旅行. Dài ngắn. Tráng toán. Tốt nghiệp đại học. 大学毕业. Ngủ dậy. Chỉ choáng. Đúng giờ xuất phát. 准时出发 cực kỳ vui mừng 非常高兴 700-800 mét 700-800 米 lạc đường rồi. Mí lủ lợ. Tôi đưa bạn, tôi tiễn bạn. Húa sủng nỉ. Cổng trường. Xuế chào mấn khẩu. Thứ hai tư sáu. Râu y san ủ. Khó chịu, không thoải mái. Bù su phủ. Bằng lái. Chả rảo. Chắc là cũng được. Hay cứ ý bà. Alo. Vậy. Bạn học cùng trung học. Trung xuế thống xuế. Quên mở máy rồi. Quảng khai chia lợ. Nhận điện thoại. Chia tiền khỏa. Thắng. Yến. Chúc mừng. Chủ khở. Học lớp thâu phổ. Sảng thua phú ban. Cùng đi với mình, nguyên văn là bồi mình cùng đi. Thấy uối ý chỉ chủy. Bụng đau kinh khủng. Tủ dứ thắng đứa lì khải. 2 viên thuốc. Lắng phiền dạo. Tiêu chảy. La tủ dứ. Cá và thịt bò. Ý khứ niếu rầu. Xét nghiệm phân. Khoai ẻn tả biển. Kết quả ra rồi. Chía của chu lái lợ. Lại kiểm tra cho anh một chút sau. Giải cái ní kiểm tra.